Chào các bạn, tôi là Bé Khải Toàn. Tình cảm của mình mà nghe theo lời thầy phán, khác nào mang tâm tư đi định giá, khác nào giao hạnh phúc của mình cho người khác định đoạt. Vì sao Khải Toàn xem phong thủy mà luôn từ chối xem vợ chồng hay con cái? Không phải vì em thấy được mệnh của một người qua sinh thần bát tự, không phải thấy được tình cảm của họ như thế nào qua lá số, bởi vì em thấu đạt lý nhân quả. Giả dụ người có tình cảm kém, có dùng bao nhiêu cách, có tránh có chọn bao nhiêu người cũng đau khổ vì tình cảm. Trong mệnh không có cái nhân hạnh phúc thì quả sẽ là đau khổ vì tình cảm. Điều gì hay yếu tố nào giúp cho một cặp đôi sống hạnh phúc viên mãn? Có rất nhiều yếu tố, nhưng hai yếu tố lớn nhất không thể tách rời một cuộc sống hạnh phúc chính là niềm tin, cùng niềm tin tín ngưỡng và có cùng lòng yêu thương chúng sanh. Ngoài ra, nếu cả hai người có cùng một chí hướng tu dưỡng tâm tánh, đó là linh đơn kỳ diệu, không chỉ cho hạnh phúc của hai người mà lan tỏa qua quyến thuộc của nội ngoại. Trong những năm xem mệnh lý cũng như nhận được rất nhiều tâm tư về chia sẻ chuyện tình cảm, Khải Toàn đủ thông tin để biết được vì sao có người hạnh phúc, vì sao có người đau khổ trong chuyện tình cảm, dù em không phải là chuyên gia tâm lý gì cả. Rất nhiều cặp đôi không hạnh phúc thiếu một hoặc cả hai yếu tố trên. Giả dụ người này có niềm tin về tôn giáo, người kia thì không. Người này có lòng giúp người, người kia thì những dưng. Khải Toàn nói ở đây chữ rất nhiều, không phải là tất cả. Từ quý vị có thể xem lại hoàn cảnh xung quanh mình để đối chứng. Tuổi hợp, tuổi kỵ vợ chồng là pháp thế gian. Các bạn có thể tra cung sanh, cung ký hoặc cung mệnh. Tuy nhiên, nó không nhiều ý nghĩa. Tình cảm mà nghe theo lời thầy phán, khác nào giao tâm tư của mình cho người khác. Những cặp đôi thiếu niềm tin về tâm linh hay tôn giáo, lại không cùng quan điểm yêu thương chúng sanh như nhau, đôi khi họ vẫn hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc ấy bị giới hạn. Khi sóng gió đến, rất khó để vượt qua, khả năng hàn gắn lại rất thấp, vì lòng từ bi không đủ lớn mà chấp ngã lớn như bầu trời. Phần sau, Khải Toàn sẽ nêu chi tiết hơn vì sao những cặp đôi ấy không thể vượt qua sóng gió trong hôn nhân. Chuyện dựng vợ gả chồng không nên nghe theo lời thầy. Thầy nói thế này, thầy nói thế kia, các bạn chỉ nên tham khảo. Chúng sinh ta rất thích nghe câu, hai tuổi này cưới nhau giàu lắm. Khải Toàn xin thưa, mệnh một người từ nhân quả ba đời. Mệnh giàu có tức có cái nhân giàu có, cái nhân tài lộc từ đời trước. Kèm theo đời này biết kiệm phước, biết bố thí để vun bồi phước đức của chính mình. Mệnh của bạn có tiền, đời này gặp vợ hay gặp chồng là thêm một mảnh ghép. Mệnh có tiền thì lấy ai cũng có tiền, vì phước duyên mỗi người không như nhau. Nghe thầy bảo hai tuổi này cưới nhau giàu lắm, không đồng nghĩa là cưới nhau về không cố gắng mà lại tự nhiên có tiền của. Thật trái lý nhân quả. Phàm việc gì dễ dàng có được không thể tồn tại lâu. Tiền của dễ dàng có được càng dễ mất đi. Giàu có đã chắc gì hạnh phúc. Bài này Khải Toàn đề cập hai yếu tố giúp cho một cặp đôi được sống hạnh phúc. Khuyên các bạn tìm đối tượng hôn nhân có cùng lòng yêu thương chúng sanh và có cùng niềm tin tôn giáo. Các bạn đi tìm xem thầy hoặc tự xem tuổi hợp vợ chồng, xem trên mạng ra cung sanh hay cung ký, tất thảy nên tham khảo, không phải yếu tố chính để quyết định hạnh phúc của chính mình. Từ sinh thần bát tự của mỗi người, thấy rõ được phước lành, phước duyên như thế nào, bao gồm cả chuyện tình cảm vợ chồng. Giả dụ mệnh một người có tình cảm kém, có đi xem bao nhiêu thầy, tìm bao nhiêu tuổi hợp cũng vô nghĩa. Mệnh có cung tình cảm kém, đời này phải tu pháp bố thí vô ý, yêu thương chúng sanh, giảm mong cầu về tình cảm.
may ra mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực của mình. Mệnh có cung tình cảm kém nên biết đời này gặp nhau không ngoài bốn duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ hay trả nợ. Đó là điều Phật dạy. Chính vì thấy được cung tình cảm của một người thông qua sinh thần bát tự, chính vì hiểu được nghiệp duyên của mỗi người, người với người là duyên nghiệp, nên Khải Hoàn luôn khéo từ chối xem tuổi hợp vợ chồng, khuyến thiện mọi người nên thuận duyên, nên tu các pháp lành. Khi một người tu tập điều lành và cả hành thiền là linh đơn giảm chấp ngã, chuyển hóa được nghiệp lực, tự thắp cho mình hạt giống quang minh, không bị cái ngã sai khiến. Cái ta thích, người ta yêu là thích và yêu cái ngã của ta. Đối tượng là ngã tướng, là pháp tướng cho ta trụ vào. Khi tình yêu không được đáp lại, ta nghĩ rằng mình bị phản bội, ta đau khổ. Thực chất là cái ngã của ta không được đáp ứng, khiến nó bị tổn thương. Nói như thế nghe có vẻ khó hiểu. Khải Toàn sẽ ví dụ một câu chuyện như sau. Một cô gái ngoài 20 tuổi say mê một người đàn ông gần 40 tuổi. Cô thích gu thời trang của anh ấy, thích cách anh ấy cư xử nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, ngưỡng mộ cả địa vị của anh và căn nhà hiện đại của anh. Chỉ đáng tiếc một điều là mẹ anh rất khó gần. Sau một thời gian hai người tìm hiểu, hai người kết hôn tại một nơi rất sang trọng. Cô có được một khoảng thời gian hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ một khoảng thời gian ngắn. Sau khi ly hôn, cô chia sẻ: tôi biết mẹ anh khó tính, nhưng mẹ đã khó quá mức chịu đựng. Về phần anh, bên ngoài anh nhã nhặn, bên trong anh cộc cằn. Phần vì áp lực công việc, phần vì từ nhỏ đã được nuông chiều. Tài sản của anh đa phần là cầm cố. Anh ham mê công việc hơn là chia sẻ chuyện gia đình, thường xuyên cãi vã nhau. Những lý do ấy khiến tôi thất vọng, cố gắng nhưng không hòa hợp và cuối cùng là ly hôn. Tất thảy những gì ta không hài lòng vì ta mong cầu mà không được đáp lại. Ban đầu là si, sau si là tham, sau tham là sân. Ban đầu cô si mê anh với vẻ hàm nhán. Cái ngã của cô khiến cô vọng tưởng về một người chồng lý tưởng. Cô tham sở hữu anh và những gì thuộc về anh. Khi không như trí tưởng tượng của cô và đã xung đột, khiến cô sân hận, oán trách về anh. Ngay ban đầu, anh vốn là người như thế. Anh không tự quảng cáo mình hào hoa hay có tài sản gì cả. Tất cả do cô tự vọng tưởng. Khi hai vợ chồng không cùng quan điểm tín ngưỡng, không cùng lòng yêu thương chúng sanh, rất khó để cùng nhau vượt qua sóng gió. Cuộc sống lại luôn có sóng gió. Tự bạn có thể tìm hiểu xung quanh mình những cặp đôi như thế nào, những cặp đôi hạnh phúc nhiều năm có cùng điểm này hay không, còn những cặp đôi không hạnh phúc có phải thiếu hai điều ấy hay không. Nếu bạn chưa có gia đình, không nên tìm hiểu về tuổi hợp vợ chồng như thế nào, thay vào đó nên tìm hiểu về tín ngưỡng và lòng vị tha của người ấy. Nhưng tiếc thay, những người trẻ ngày nay bị say đắm với vẻ ngoài, say đắm với vật chất, rất ít người có niềm tin về tôn giáo. Chính vì thế họ không hoặc chưa có cái nhìn thấu đáo về việc chọn người bạn đời. Chưa có niềm tin về tôn giáo, lại không nghe giảng kinh, thì lựa chọn của bạn chỉ là chiều theo cái ngã của mình. Cái ngã của người chưa từng đau khổ, chưa từng có công phu tu tập, sẽ thiếu sự sáng suốt, dẫn đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Như ví dụ vừa kể ở trên, khi một lần không hạnh phúc cho hôn nhân, nó khắc ghi trong tâm trí của bạn rất lâu sau đó, 5 năm, 10 năm hay cả cuộc đời về sau. Mỗi khi nhắc đến vợ cũ hay chồng cũ,
nếu không oán giận thì sẽ buồn lòng. Trừ khi nhiều năm sau đó bạn có công phu tu học, tự trang bị cho mình một tâm hồn và tấm lòng từ bi để vị tha cho mình, vị tha cho người ấy, cũng như tự bạn ngộ ra người với người là nhân duyên. Những cặp đôi kém hạnh phúc đa phần không cùng lòng yêu thương mọi người, cũng như tham đắm cho cái ngã của mình. Mọi đau khổ cũng bắt đầu từ chữ tham. Tham là hạt giống của mọi phiền não. Ưa rồi đến thích, rồi yêu thương. Nếu là đồ vật thì ham muốn. Ham muốn lẫn qua thèm khát là biểu hiện của sự ham muốn quá độ. Khi ham muốn mà không được như ý thì ta sân. Khi cơn sân nổi lên thì biểu hiện ra bên ngoài bằng hành động và cả lời nói. Giả dụ như mắng chửi, nghĩ ngợi lung tung, tay đấm chân đá. Người có niềm tin về tôn giáo sẽ có con đường làm lành tránh dữ. Có niềm tin tôn giáo sẽ biết chia sẻ, biết cảm thông, không chỉ giảm đi bản ngã mà còn khéo léo vượt qua sóng gió. Có niềm tin về tôn giáo, có lòng yêu thương chúng sanh. Khi xảy ra xung đột với ai đó, với người thân, với vợ chồng sẽ cư xử ôn hòa. Một vị nữ gia chủ chia sẻ: em thích đi chùa, tụng kinh, niệm Phật. Chồng em thì không tin gì cả, nhưng may mắn là anh ấy không phản đối. Còn vợ chồng của cô em gái của em, anh chồng cô ấy thì không vui khi thấy vợ của mình làm thiện nguyện hay phát tâm làm công quả. Trước đây Khải Toàn có chia sẻ một câu chuyện của một vị ngoài 40. Cô thỉnh một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát về nhà với niềm hân hoan tột độ. Trong lúc lao tượng chuẩn bị an vị, tâm trạng rất phấn khởi, anh chồng phán một câu: ai lại đi mua mấy cái tượng vô tri này. Thế là cô ấy nổi trận, nổi giận lên đùng đùng, không nói nên lời mà tức giận vô cùng người chồng của mình. Giả dụ các bạn rơi vào hoàn cảnh ấy, không nên phiền não vì người chồng hay vợ của mình. Họ chưa có niềm tin thờ phụng, phải cảm thông cho họ. Khi bạn phiền não, nó sẽ trở thành ngọn lửa mang trong lòng của mình, và không khéo chính bạn bị thối chí về niềm tin thờ phụng của mình. Gần đây Khải Toàn nhận được một lời chia sẻ như sau: trải qua bao nhiêu đau khổ và tổn thương sâu sắc, từ một cuộc tình mới tan vỡ, cho bản thân một khoảng thời gian để nhìn rõ lại mình, để đối chiếu với những điều đã biết nhưng chưa hiểu hết, không thể thấu hiểu được bản thân của mình. Tôi bắt đầu nhận ra tất cả những gì xảy ra là do mình đã sống sai. Mười mấy năm qua, kể từ khi ra trường cho tới giờ, em luôn vướng vào chuyện tình cảm, dùng toàn bộ sinh lực và tâm trí của mình đặt vào đối tượng bên ngoài, để họ hút cạn năng lượng sống của bản thân. Tâm luôn trong trên dao động, bất an theo ngoại cảnh, hoàn toàn không có được cảm giác hạnh phúc và bình an, không còn khoảng trống để nuôi dưỡng tâm hồn, không còn thời gian để nuôi dưỡng đạo đức, không thể mở rộng năng lực, nên sai lầm này dẫn đến sai lầm khác. Đó là lời chia sẻ sâu sắc của một vị ngoài 30. Cô nhận ra do mình dành quá nhiều tâm tư vào tình cảm, để khi đối phương hay sự việc không thuận ý, không còn khoảng trống bình an trong tâm hồn mình. Khi bản thân một người dành hết tâm tư vào một vai diễn, sẽ đánh mất chính mình. Đánh mất niềm tin của chính mình thì rất khó vực dậy. May mắn thay, sau bao đau khổ vì tình cảm, cô ấy đã nhận ra mình đã đầu tư quá nhiều vào tình cảm mà quên đầu tư vào tâm hồn. Trong thiền có câu: thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết. Khi chưa thành Bồ Tát, không nên dành hết tâm tư của mình vào một ai khác, vào một việc gì đó. Bởi vì khi người hay việc bất như ý, bạn sẽ đánh mất chính mình. Một người mẹ tự nhủ rằng: tôi sẽ là người mẹ tốt nhất. Đó chính là lúc cô ấy dành hết tâm tư vào vai diễn của người mẹ tốt. Những vai còn lại trong cuộc sống nhân sinh không còn quan trọng nữa.
Cô ấy không chỉ có vai người mẹ mà còn vai người vợ, người cháu, người con, người đồng nghiệp, người hàng xóm, rất nhiều vai khác, rất nhiều vai trong kiếp tạm này. Thật bất hạnh khi con lớn lên, chúng thay đổi và làm trái ý mẹ. Học ngành trái ý, cưới người vợ mà mẹ mình không thích, thấy là người mẹ đau khổ, thất vọng và phiền não. Vậy sự đau khổ của người mẹ là do đâu? Do đứa con làm trái ý hay do người mẹ dành hết tâm tư vào đứa con? Nếu người con làm theo ý của mẹ, học đúng ngành mẹ thích, cưới đúng người mẹ chọn, thì người mẹ có vui vẻ, hạnh phúc không? Vì sao? Khi đứa con làm trái ý người mẹ đau khổ, đứa con làm theo ý thì người mẹ hạnh phúc. Rốt cuộc là người mẹ tự chiều cái ngã của mình. Đứa con chỉ là một pháp tướng để cái ngã của mẹ trụ vào. Cải toàn giả dụ, bạn mua một món ăn rất ngon, rất đắt tiền, vui vẻ, hào hứng mang về và bảo: chồng ơi, vợ ơi, ăn món này đi, bổ và mắc lắm. Chồng hay vợ ngửi món ăn, thấy mùi vị không thích, lén bạn bỏ vào thùng rác. Khi bạn biết được sự việc, bạn có tức giận không? Nếu có, bạn đang chiều cái ngã của mình, không phải vì thương yêu đối phương. Nếu thật lòng yêu thương vợ hay chồng mình, bạn sẽ hiểu và cảm thông tính của họ như thế nào, thích và không thích ăn món gì. Vì vậy, đa phần khi ta thất vọng với đối phương hay thất vọng với sự việc, do cái ngã của ta không được nuông chiều. Thập thiện nghiệp đạo là một bộ kinh nhỏ. Phật dạy tu 10 điều lành. Khi bạn tu 10 điều lành sẽ tránh được 10 điều ác. Nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý. Nghiệp là tạo tác, là kết quả, là một thói quen. Thói quen lâu ngày sẽ trở thành nghiệp. Nghiệp dẫn ta đi sáu nẻo luân hồi, để đời này ta cộng nghiệp với người cùng tần số. Nói dễ hiểu, một vài năm qua bạn có thói quen, sở thích là gì? Bạn sẽ có những người bạn hay hội nhóm tương ưng với thói quen đó. Vì tất cả cùng tần số sẽ tương ưng với nhau, giống như chiếc remote dùng đúng chiếc ô tô. Khi hiểu về nghiệp, tự mình tu học, tự mình chuyển nghiệp, có cơ hội tìm được những người có cùng tần số tốt hơn. Gặp được những bậc thiện tri thức, gặp được người chồng hay người vợ theo nghiệp mới. Giả dụ trong vài năm qua, bạn thích đi chùa, mỗi tuần ăn chay một hai hôm, thích nghe các thầy giảng. Đó là nghiệp, nhưng mà là nghiệp lành. Rồi có một đối tượng cũng thích y như bạn. Hai người có cùng sở thích sẽ dễ đồng cảm với nhau. Hai người sẽ cùng nghiệp lành, tạo ra là nhân lành. Không chỉ như thế, khi người mẹ mang thai, tàn thức bào thai lành sẽ tìm đến những gia đình có cùng tần số với nó. Bạn có thể lên Google tìm bé Như Ý thuyết pháp. Người nhớ được tiền kiếp của mình, cô ấy có căn tánh lành, đời này tái sinh vào cha mẹ lành. Trước khi mang thai, cha mẹ cô mong mỏi có một người con thích Phật pháp. Một người là biệt nghiệp, hai người là cộng nghiệp. Cùng nhau nghĩ lành làm tốt, cùng lòng yêu thương chúng sanh, cùng chung tín ngưỡng, sự cộng nghiệp này cùng tạo hạt giống thiện lành là điều không thể nghĩ bàn. Trong lúc mang thai, sinh linh có từ trường lành sẽ tìm đến gia đình của bạn. Trong thời gian thai giáo, bạn cho nghe kinh, bạn niệm Phật nhằm tăng trưởng chủng tử của bào thai, giúp cho đứa bé chợt vía. Còn rất nhiều hạng mục nữa mà em hơi mệt rồi nên sẽ hẹn vào một chủ đề khác. Hải Toàn gớm gọn vào bài này: các bạn nên tìm đối tượng hôn nhân, nên cùng lòng yêu thương chúng sanh, nên có cùng tín ngưỡng là càng tốt. Nếu chưa tìm được đối tượng hôn nhân,
nên phát tâm nghĩ lành làm lành sẽ gặp được đối tượng có cùng tần sống. Khi ấy cả hai cùng phát tâm huân tập những điều lành, giả dụ bố thí tiền, bố thí niềm vui, thường xuyên nghe giảng kinh và cả hành thiền, sống chan hòa cảm thông với nhau và cả những người xung quanh. Đó là những hạt giống quang minh cho một cuộc sống hạnh phúc vợ chồng viên mãn. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.